xin được kính chào quý vị, rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống cùng với những hoạt động của lực lượng chức năng bảo vệ trật tự trị an, phòng ngừa tội phạm trong suốt 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay, Thu Hà sẽ có rất nhiều các thông tin đang chú ý để gửi tới cho quý vị. Xin được mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác của các tòa án. Theo đó, Tranh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2024, các tòa án phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả đạt được trên các mặt công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, thời gian tới để đảm bảo đạt các chỉ tiêu công tác, tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục chỉ đạo các tòa án tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá hiệu quả sát với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của tòa án. Báo cáo riêng về việc thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng, chức vụ, tránh án tòa án nhân dân tối cao thông tin các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm với hơn 2.860 vụ, với hơn 6.450 bị cáo. Các tòa án đã xét xử hơn 1.900 vụ với hơn 3.750 bị cáo. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2023, các tòa án đã thụ lý tăng 841 vụ với 1.853 bị cáo, xét xử tăng 695 vụ với 1.394 bị cáo. Bên cạnh đó, các tòa án cũng thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 695 vụ với 1.337 bị cáo, đã xét xử 305 vụ với 597 bị cáo, đặc biệt đã thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 13 vụ với 16 bị cáo, đã xét xử 4 vụ với 5 bị cáo tranh án nguyễn hòa bình cũng cho hay các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ mà tòa án đã xét xử chủ yếu phạm các tội về tàng trữ vận chuyển hàng cấm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự sản xuất buôn bán hàng cấm tham ô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ông nói các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có áp dụng các biện pháp kê biên tài sản các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung theo báo cáo của tranh án tòa án nhân dân tối cao các tòa án đã chủ động làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự trong công tác giải quyết các vụ án đồng thời tham gia phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn điều tra hỗ trợ tích cực về mặt pháp luật thu thập chứng cứ tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác xét xử kịp thời thu hồi các tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong vụ án đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương tránh án Nguyễn Hòa Bình cho hay, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 69 vụ với 216 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 1.660 tỷ đồng. Cùng với việc quyết định hình phạt, tòa án cũng tuyên tịch thu xung quỹ nhà nước đối với những khoản tiền nhận hối lộ được hưởng lợi từ việc phạm tội hoặc phải bồi thường, khắc phục hậu quả đối với những khoản tiền bị thất thoát, chiếm đoạt. Ông cũng cho biết thêm, có 59 vụ với 188 bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 266 tỷ đồng. Người đứng đầu ngành tòa án cũng cho biết, tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo các tòa án tổ chức xét xử nghiêm minh, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với liên ngành tố tụng ở trung ương chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo như vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vân vân. Sáng ngày 6 tháng 5, tại kỳ họp thứ 18, chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 12 bãi nhiệm chức vụ trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Tính đến nay, ông Lý Minh Thái có 3 năm, tính đến thời điểm đề xuất bầu cử đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thời điểm giới thiệu nhân sự không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đinh Thị Giang. Trước đó, tháng 4 năm 2024, Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Đinh Thị Giang, cựu phó bí thư đảng đoàn, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2014. Bà Giang được xác định có liên quan tới vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Bà Giang bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2024, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường hành lang kinh tế phía Đông, đường tránh quốc lộ 19, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo khối nhà khu B và C của bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai sáng ngày 6 tháng 5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm các đại biểu Lê Minh Chí, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lê Thành Phong, tranh án tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trí Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Giấy đã tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11 trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, cử tri các quận đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua, nhất là sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cử tri Đặng Văn Dành, quận 11 cho rằng trong vụ án liên quan các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, nhiều khoản tiền lớn đã được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên bà Trương Mỹ Lan lại trả lời rằng số tiền này dùng để trả các khoản vay chứ không đầu tư, mọi tài sản, dự án của bà đều nằm tại Việt Nam. Cử tri dành nói về những khoản tiền trên có thất thoát ra nước ngoài không và sẽ được thu hồi ra sao? Vì sao Vạn Thịnh Phát gom nhiều đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh? Với các sai phạm quá lớn, thời gian kéo dài, trách nhiệm của người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh cơ quan thanh tra kiểm toán sẽ thế nào. Thay mặt tổ đại biểu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí ghi nhận và trao đổi về một số ý kiến của cử tri. Về vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, ông Lê Minh Chí cho biết, hiện nay mới đưa ra xét xử một vụ liên quan đến ngân hàng. Theo ông Chí, liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, cơ quan chức năng còn điều tra ít nhất hai vụ án khác có liên quan đến các dự án đầu tư ở các địa phương. Việc này cũng sẽ được xử lý theo quy định pháp luật là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Trương Mỹ Lan. Công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan việc buộc công ty này phải trả cho bà Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Tiếp tục kê biên 475 bất động sản liên quan đến công ty Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Hội đồng xét xử sơ thẩm nêu rõ, nếu công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn đủ hơn 2.882 tỷ đồng sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan. Doanh nghiệp này cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng và chưa khách quan, bởi đây là số tiền công ty cổ phần đầu tư Sunny Iceland thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thanh toán cho Quốc cường Gia Lai theo hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Giữa công ty Quốc cường Gia Lai và công ty Sunny Iceland có tranh chấp và được VIAC giải quyết. Theo đó, Quốc cường Gia Lai được công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hoàn toàn hợp pháp do lỗi vi phạm nghĩa vụ thanh toán của công ty Sunny Iceland. Từ đó căn cứ theo hợp đồng, công ty Quốc cường Gia Lai chỉ có nghĩa vụ trả lại cho công ty Sunny Iceland 1.444 tỷ đồng. Quốc cường Gia Lai cũng cho rằng trong giao dịch này, họ là bên ngay tình, không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Bị Lan. Việc phán quyết như trên của tòa án cấp sơ thẩm gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Quốc cường Gia Lai. Từ đó, Quốc Cường Gia Lai kháng cáo, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm chấp thuận công ty chỉ hoàn trả số tiền 1.444 tỷ đồng cho công ty Sunny Iceland hoặc bà Trương Mỹ Lan để bảo đảm số tiền thi hành án theo tinh thần VIAC đã tuyên. Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng xin được cấn trừ số tiền 130 tỷ đồng đã chuyển vào công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát để ghi nhận thanh toán cho nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, trong đơn kháng cáo, Quốc Cường Gia Lai đề nghị tòa tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan trả lại cho công ty sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà này đang mượn vì tài sản này không thể chấp cũng như không có nguồn gốc từ tiền của SCB. Quá trình điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định số tiền 2.288 tỷ đồng Sunny Iceland thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai là tiền của bà Lan nên thu giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp tác của các bên. Do đó, tòa đã giải quyết quan hệ tranh chấp của các bên để khắc phục hậu quả của Bà Lan trong toàn bộ vụ án. Bản án xác định, trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, Bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm Bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trên kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được mời quý vị lựa chọn những clip đang hiện trên màn hình để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống trong suốt 24 giờ. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để Thu Hà luôn được gặp gỡ, phục vụ quý vị với những thông tin hữu ích. Còn bây giờ xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.